Mới đây trên trang cá nhân của mình, Trang Nemo đã chia sẻ đoạn clip đến dự sinh nhật của người quen. Cô diện bộ trang phục vô cùng quyến rũ, còn cầm trên tay món quà rất lớn. Sau khi nhìn kỹ hơn, người xem không khỏi ngạc nhiên khi bó hoa được tạo thành từ rất nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Với kích thước của món quà này, nhân tình nhẩm tính tổng giá trị số tiền cần dùng đến phải vào khoảng 30 triệu đồng trở lên. Và người nhận được bó hoa tuyệt vời này không ai khác chính là trợ lý tên Quyền Quy của Trang Nemo. Gửi lời chúc đến người nhân viên đồng thời cũng là người em thân thiết, Trang Nemo viết: "Tặng món quà bé bé cho nhỏ em trợ lý, của ích lòng nhiều, chúc bé tuổi mới hạnh phúc, bình an, mãi luôn đồng hành cùng chị nhé." Quyền Quy cũng không phải là cái tên quá xa lạ với những ai biết đến Trang Nemo. Anh là một trợ lý đắc lực của cô trong công việc kinh doanh và cũng chính là chiến hữu bên cạnh Trang Nemo trong vụ ồn ào với Trần My xảy ra cách đây một khoảng thời gian. Anh chàng từng chia sẻ, bản thân đã làm cho Trang Nemo từ thời còn là sinh viên. Công việc hàng ngày của Quy là giúp Trang quản lý cửa hàng, tư vấn, làm mẫu chụp hình. Đây không phải là lần đầu tiên Quyền Quy nhận được món quà giá trị của Trang Nemo. Trước đó, cô từng tặng người trợ lý một chiếc điện thoại có giá trị tương đương chiếc xe máy, chỉ vì Quy nói là thích. Bên cạnh đó, cô còn thưởng tiền cho nhân viên cửa hàng rất hậu hĩnh, khiến ai cũng vui mừng ra mặt khi được nhận. Nếu bỏ qua những lùm xùm trên mạng xã hội thì Trang Nemo được nhận xét là có chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên khá tốt. Cách đây không lâu, Trang Nemo còn vướng ồn ào với chiến thần review Hà Linh. Theo đó, ngoài công việc bán quần áo, mẹ bỉm Trang Nemo còn tích cực lăng xê bộ sản phẩm peel da mặt, nách với công dụng thần thánh như tái tạo bề mặt da thâm sần lâu năm, giúp giảm nám, tàn nhang trên da. Đánh trúng tâm lý phụ nữ, sản phẩm này trở thành mặt hàng được săn đón với tốc độ chóng mặt. Sau khi trải nghiệm, Hà Linh khẳng định đây là sản phẩm chính hãng do mình order với giá tiền là 850.000. Vì không muốn hy sinh làn da mặt đang nhạy cảm nên lần này Hà Linh chỉ mua peel phần nách. Tuy nhiên khi vừa bóc tem thì chiến thần review lập tức thể hiện thái độ không hài lòng vì Trang Nemo đã mắc hàng loạt sai lầm. Ví dụ như không để thông tin nơi sản xuất, bản thành phần số công bố, thậm chí phần hướng dẫn sử dụng cũng rất sơ sài. Bỏ qua phần thất vọng về hình thức sau khi được nhãn hàng hướng dẫn lại cách sử dụng, Hà Linh cho biết sản phẩm peel da này hoạt động theo cơ cấu là thoa serum, làm bông lớp da sừng, tiếp đến người dùng thoa kem dưỡng để làm dịu da, cứ thế sẽ trả lại làn da mức hồng ban đầu. Theo thông tin, Hà Linh bắt đầu peel da từ ngày 17 tháng 5. Vừa mở lọ thứ nhất, cô nàng đã khó chịu vì phần nắp bị oxy hóa, đống cặn trị xét nghiêm trọng. Sọc vào mũi là mùi hóa chất nồng nặc, còn chai peel thứ hai, hình thức bình thường nhưng kết cấu không quá khác biệt. Đến phần thử nghiệm quan trọng, ngay khi lớp đầu tiên được thoa lên vùng da nách, Hà Linh đã nhăn nhó mặt mày, liên tục kêu la vì đau rát. Cô miêu tả cảm giác lúc này giống hệt như bị tạt axit, không thể khép lại bình thường. Cứ đều đặn cô liên tục sử dụng peel đến ngày 24 tháng 5, thì vùng da nách bắt đầu bong ra một lớp mỏng. Lúc này, nữ YouTuber ngưng sử dụng serum mà chuyển sang dùng kem dưỡng như hướng dẫn cho đến ngày 2 tháng 6. Kết thúc quy trình 17 ngày peel da nách thần thánh. Hà Linh chốt một câu khẳng định chắc nịch, sản phẩm của Trang Nemo nách vẫn thâm như thường, thậm chí còn đen hơn. Sau khi lột thì mọi người cảm nhận được nách của mọi người trắng hơn vùng da cũ, nhưng khi đã peel xong rồi thì màu da sẽ trở lại bình thường. Mặc dù mình đã sử dụng kem dưỡng đầy đủ, vùng da nách trở nên nhạy cảm, chăm chích. Có những vùng da thâm hơn vì bị tăng sắc tố do peel, nó chỉ bong được bề mặt da phía trên cùng rất mỏng. Những sản phẩm như thế này, thứ nhất không có nguồn gốc rõ ràng, nhìn bao bì quá sơ sài và xem thường người tiêu dùng. Bạn Trang Nemo quảng cáo dùng được cho cả phần ti, nhưng mình nói thật, vùng nách đã như thế rồi. Nếu mà sử dụng cho vùng ti thì mình không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra. Mọi người cứ ủng hộ sản phẩm không nguồn gốc rõ ràng, giá trên trời thế này thì chỉ làm giàu thêm cho những người không có tâm. Chiến thần review kết luận cuối video. Trái ngược với lời review của Hà Linh, Trang Nemo tuyên bố về sản phẩm peel nách của mình trên livestream không hề đau rát hay làm sạm đen vùng da dưới cánh tay.